chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngay trong đêm qua và sáng sớm nay, mưa lớn đã dồn dập chút xuống nhiều tỉnh thành, khu vực vùng núi Bắc Bộ. Còn ở các tỉnh đồng bằng và trung du thì thời tiết cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Trời nhiều mây, âm u, lác đác có mưa. Nắng nóng chấm dứt hẳn khi nền nhiệt trưa chiều nay trên toàn khu vực chủ yếu dao động trong khoảng là từ 30 đến 33 độ. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai, vùng hội tụ gió trên các mực khí quyển 5.000 m vẫn duy trì và hoạt động mạnh, tiếp tục gây mưa rào và dông trên nhiều khu vực Bắc Bộ. Trong đó, vùng mưa lớn vẫn là khu vực vùng núi và trung du với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 150mm. Do mưa lớn kéo dài đã nhiều ngày lại dồn dập trong thời gian ngắn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là thành phố Hà Giang và Lào Cai. Cũng từ hôm nay, cảnh báo trên thượng lưu sông Hồng, sông Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, thì mực nước đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, sông Hồng, sông Chảy, sông Lô và các sông suối nhỏ đạt mức báo động 1. Người dân sinh sống ở các khu vực này cần hết sức cảnh giác với mưa lũ dự báo còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Về nền nhiệt độ, do trời nhiều mây và có mưa rải rác nên nhiệt độ trưa chiều mai trên toàn khu vực cũng chỉ dao động xung quanh mức là 30 đến 34 độ, trời mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn. Tuy nhiên, mưa dông trong giai đoạn này kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm nên người dân sinh sống trên khu vực cần thận trọng trước diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn. Lưu xuống Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai, nắng nóng tiếp tục giảm cả về cường độ và diện bao phủ. Chỉ còn xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên với mức nhiệt cao nhất ngày, phổ biến từ 35 đến 36 độ, cá biệt có nơi 37 cho tới 38 độ. Trong khi đó, từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, ban ngày trời vẫn có nắng nhưng không quá nóng với mức nhiệt 32 đến 34 độ. Về chiều và tối lại có mưa rào và dông nên thời tiết cũng dịu mát hơn khi đêm về. Mưa dông cũng là thời tiết cần lưu ý tại các tỉnh thành phía Nam. Do đới gió Tây Nam hoạt động mạnh dần trở lại trong khoảng thời gian chiều tối đến tối, mưa dông tăng lên nhiều nơi tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong mưa dông, chúng ta cần hết sức đề phòng với hiện tượng dông sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, người dân ở các đô thị lớn thì cần đề phòng với ngập úng ở các tuyến đường trũng thấp. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam có xu hướng giảm nhẹ với trưa chiều dao động từ 29 đến 31 độ tại vùng cao nguyên và 30 cho tới 33 độ tại các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Về đêm và sáng sớm, thời tiết mát mẻ khi nhiệt độ tại cả hai khu vực không vượt quá ngưỡng là 26 độ. Trên biển, toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến có gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa tốt trên 10 km. Riêng tại khu vực Nam Biển Đông do có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, kèm theo nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh. Sau đó khoảng ngày 29, ngày 30 thì mưa có xu hướng tăng hơn về diện tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Tàu thuyền cần lưu ý khi di chuyển trên các vùng biển trên. Như vậy là mưa dông đang có xu hướng gia tăng ở cả vùng núi Bắc Bộ và khu vực Tây Nguyên Nam Bộ. Quý vị nên lưu ý để đảm bảo an toàn. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 27 tháng 7 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm qua và sáng nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở tại Bắc Bộ đã có mưa rông rải rác. Tại vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc, một số nơi còn có lượng mưa lớn lên tới cả 100mm. Theo dự báo, thì đêm nay và cả những ngày tới thì do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần nên ở tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Riêng tại vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 100mm trong 24 giờ, có nơi còn trên 150mm trong 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa dồn dập trong thời đoạn ngắn nên người dân cần đề phòng với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá, đặc biệt là tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Cạn. Mưa tập trung nhiều vào khoảng chiều tối, đêm và sáng sớm, và ban ngày thì mưa giảm hơn, đôi lúc có nắng gián đoạn. Nhiệt độ ban trưa chỉ ở ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Sau đó từ khoảng ngày 30 tháng 7 thì mưa vẫn tiếp tục duy trì ở nhiều nơi tại các tỉnh vùng núi. Riêng khu vực đồng bằng thì mưa tạm giảm hơn về cường độ. Lui xuống với các tỉnh Trung Bộ trong những ngày tới, với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế và ban ngày trời vẫn có nắng. Tuy nhiên thì nắng nóng sẽ suy giảm hơn so với những ngày trước đó. Nắng nóng chỉ còn xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía Tây như Con Cuông, Tây Hiếu thuộc Nghệ An hay là ở Hương Khê, Hà Tĩnh với nền nhiệt cao nhất đạt mức là từ 36 đến 37 độ. Và chiều tối thì mưa dông có thể xảy ra, tuy nhiên phân bố không đều về lượng. Đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì nắng nóng xảy ra cục bộ tại một số tỉnh phía Bắc như là Quảng Nam và Quảng Ngãi. Sau đó đến chiều tối mưa dông có thể xảy ra rải rác và tập trung nhiều hơn ở các tỉnh phía Nam của khu vực. Lui xuống với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay ngày mai thì gió mùa Tây Nam có thể tăng hơn về cường độ, nên mưa tại khu vực này cũng sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng. Riêng ở các tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên và tại Nam Bộ thì có nơi có mưa vừa, có mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh, cũng như là khả năng ngập úng ở nội đô có thể xảy ra do mưa lớn. Về nhiệt độ thì vào ban ngày trời có nắng nhưng mà không quá gay gắt, với mức nhiệt ban trưa trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ và từ 29 cho đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển, dự báo trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 sắp tới, ở các vùng biển phía Bắc bao gồm khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông thì gió có hướng Nam đến Đông Nam có cường độ phổ biến ở mức trung bình, sóng biển dưới 2m, tuy nhiên trời có mưa dông nên tầm nhìn giảm thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km. Ở phía Nam, các vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan và tại khu vực Nam Biển Đông thì hướng gió chủ đạo là Tây Nam. Mưa rào và dông tiếp tục xảy ra nhiều, khiến tầm nhìn xa bị hạn chế và trong cơn dông còn tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc và gió giật mạnh. Khép lại bản tin thời tiết của ngày hôm nay sẽ là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.